series của Gunsday trêu đùa bạn thân Jisoo là bản sao của mình khi thành viên Blackpink thường xuyên xuất hiện tại những địa điểm mà diễn viên Reverie 1988 lựa chọn. Vừa qua thì diễn viên Harry đăng tải video đầu tiên về chương trình trò chuyện với những người bạn trên kênh YouTube cá nhân. Jisoo của Blackpink xuất hiện với tư cách khách mời để ủng hộ người bạn thân. Cả hai nói chuyện vui vẻ, thân thiết và trêu đùa nhau như một hành động thể hiện mối quan hệ tốt đẹp. Mở đầu chương trình, thành viên Girls Day cho biết, Jisoo và tôi đến cùng một tiệm làm tóc, Pilates, bác sĩ da liễu, thẩm mỹ, nơi chăm sóc da đầu. Sao bạn lại bắt chước tôi? Trước lời buộc tội vui của Harry, thành viên Blackpink đã đáp lại, thật ra tôi là kẻ bám đuôi Harry, cô ấy thử mọi cách và chọn ra cái tốt nhất, sau đó tôi sẽ ghi chú lại tất cả và sao chép theo. Thông qua những chia sẻ cá nhân, có thể thấy Jisoo và Harry luôn giữ liên lạc, thường xuyên trao đổi về những vấn đề trong cuộc sống thường ngày. Diễn viên Reverie 1988 cũng là bạn thân của một thành viên Blackpink khác là Rose. Trong buổi trò chuyện, cả hai cũng tiết lộ về quá trình trở thành bạn bè và dần thân thiết hơn. Jisoo tâm sự, đó là khi chúng tôi xuất hiện trong chương trình Amazing Saturday. Thời điểm đó, Harry đã là tiền bối trong nghề và đưa ra những lời khuyên bổ ích về giới giải trí cho tôi. Tôi thậm chí đã lái thử xe của Harry và ước mình cũng mua được một chiếc như vậy. Sau đó tôi đã mua một chiếc mà không hề hay biết nó giống của Harry. Hồi tưởng lại thời điểm mới quen nhau, Harry xúc động. Đó là năm thứ hai Jisoo ra mắt cùng Blackpink. Chúng tôi quen nhau và duy trì mối quan hệ cho đến hiện tại. Những chia sẻ của hai ngôi sao trong giới giải trí Hàn Quốc thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều người nói đùa rằng Jisoo đang trở thành một bản sao của Harry. Các bạn có những suy nghĩ gì với những thông tin vừa rồi? Hãy để lại bình luận dưới video nhé. Còn bây giờ thì Thu Hà phải nói lời chào tạm biệt với các bạn đây. Xin chào và hẹn gặp lại.